Tối qua, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do Huỳnh Ngọc Anh, 48 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cầm đầu. Đây cũng là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất được bóc gỡ tại Đà Nẵng từ trước đến nay. Các lực lượng đã đồng loạt khám xét 20 địa điểm, bắt giữ hơn 20 đối tượng, thu giữ nhiều tăng vật và tài liệu có liên quan. Theo thông tin ban đầu, đường dây tội phạm do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức có quy mô lớn, hoạt động khá tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã xác định Huỳnh Ngọc Anh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài để mở tài khoản tổng, cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, đánh bài. Sau đó thì phân phối và quản lý các tài khoản con bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính, 39 tuổi, trú tại quận Sơn Trà. Tham gia đường dây này có nhiều đối tượng hình sự, vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi và có các hoạt động khác theo kiểu xã hội đen. Dự tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu được xác định lên đến hơn 3.000 tỷ đồng, chủ yếu là tại Đà Nẵng, còn lại là ở Gia Lai và một số địa phương khác. Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đang tiếp tục đấu tranh và làm rõ số đối tượng có liên quan.